Duyên tu sâu. Ở Quảng Đông, có một cô gái, cha mẹ sớm đã quy y thờ Phật, nhưng bản thân cô thì không tin. Lần nọ, khi tôi và các bạn đến đó luận đạo, cô ở cạnh bên, chăm chú lắng nghe và hiểu rõ đạo lý, lập tức nhận ra mình đã tạo nhiều tội, liền xin tâm sám hối. Cô nhắm mắt nghẹn ngào, lệ ăn năn rơi đầm đìa. Trong phút chốc, mặt cô bỗng đổi sắc, tươi hồng như hoa đào, cười vui rạng rỡ. Liên tục suốt 10 phút, cô vẫn còn ở trong tư thế nhắm mắt trầm tư, giống như đang nhập định vậy. Khi đó tôi biết cha mẹ cô và đại chúng do không hiểu nên đang khởi niềm lo lắng. Vì vậy tôi bèn tiến đến gần, búng vào vành tai cô 3 cái, nhưng vẫn chưa thể lay cô xuất định. Tôi phải vỗ nhẹ lưng cô 3 cái mới thỉnh cô xuất định được. Khi cô mở mắt ra thì liền bày tỏ ý muốn làm lễ bái sư. Tôi nói: vừa rồi giúp cô chính là ngài Tuyên Hóa, vì vậy cô nên bái ngài làm sư. Hằng ngày thấy thời gian nào tiện thì cô lễ bái trước hình ngài Tuyên Hóa, lại bao nhiêu là do cô tự định, hễ lại đủ 1 vạn thì trở thành đệ tử ngài. Pháp danh cô là Quả Thinh. Sư phụ hy vọng tương lai cô sẽ hoằng pháp lợi sinh, tỏa hương bát nhã, trí tuệ, lưu truyền lâu dài. Cô rất cảm động, nói với mọi người: vừa rồi, trong lúc tôi hối hận, mắt tuôn tràn lệ, thì bỗng thấy Phật hiện ngay trước mắt, dung nhan tôn nghiêm không thể tả, làm tôi chấn động cả thân tâm, đồng thời phát sinh niềm hỷ lạc vô bờ bến. Cô kể lúc đó không muốn xa lìa hay ra khỏi niềm kinh an này. Cô không ngờ con người ta có thể đạt được hạnh phúc như vậy. Cô đã thực sự tin Phật Pháp. Kể từ hôm đó trở đi, cô dứt tuyệt đồ mặn, nguyện ăn chay trường, bước vào con đường học Phật, trì giới nghiêm cẩn. Mấy ngày sau, cô gọi điện cho tôi kể rằng, tối đó lúc cô ngồi thiền, bỗng khởi thắc mắc, không hiểu vì sao mẹ và các cậu mình đều mắc bệnh gan. Lập tức cô nhìn thấy cảnh, các cậu mình hồi trẻ đang giết một con chó to lớn, toàn thân màu đen, chỉ có 4 chân trắng. Tiếp theo, cô lại thấy cảnh cả nhà nấu thịt con chó ăn. Lúc đó, hình dáng mẹ cô trông chỉ độ 10 mấy tuổi. Sáng ra, cô hỏi thăm mẹ thì quả đúng như vậy. Mẹ cô kể hồi nhỏ, bà thường chơi đùa cùng con chó này. Khi nó bị giết, bà đã khóc hết mấy ngày. Nhưng khi thịt nó thì bà vẫn ăn. Cô bảo mẹ phải vì con chó đó tụng kinh Địa Tạng cầu siêu cho nó thì bệnh gan mới lành. Tôi thật mừng cho Quả Thinh. Cô vừa bắt đầu tu học đã có thể dùng Phật Pháp làm lợi ích cho người. Tôi kể câu chuyện này ra chia sẻ, mong độc giả sinh khởi lòng tin, phát tâm quy y Tam Bảo, chịu khó nghe kinh hiểu lý, tịnh tâm tu hành để được lợi ích mỹ mãn. Sam mô ni so ha.